Hi, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tiếp tục cùng với nhau đi học về những cái từ lóng trong tiếng Anh, và mình hy vọng rằng những cái video clip này thì có thể giúp cho các bạn trong cái quá trình đi làm bài của các bạn. Ok, vậy thì bây giờ chúng mình hãy cùng xem nhé. Bây giờ chúng mình hãy cùng đi xem nhé. Cần em hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật đầy. Từ lóng trong tiếng Anh thì nó là một cái phần rất là quan trọng. Cũng quan trọng bởi vì sao? Thì bạn hãy luôn nhớ cho mình rằng cái từ lóng này nó sẽ khiến cho các bạn được sử dụng hàng ngày rất là nhiều. Vì thế cho nên là những cái từ lóng này thường nó sẽ mang cho cái hơi hướng rất là thân thiện với cái cuộc xã giao hàng ngày, đặc biệt là đối với những cái thế hệ Gen Z của mình bây giờ thì chúng mình càng sử dụng từ lóng nhiều hơn, kể cả trong tiếng Việt, trong tiếng Anh, đúng không? Thì mình sẽ xem là những cái từ lóng mà chúng ta học được là gì, và những cái từ lóng này mình càng học nhiều thì mình sẽ càng nhớ lâu, được chưa? 20 từ thông dụng mà ai cũng nên biết, đó chính là từ lóng đấy các bạn ạ. Nó rất là thông dụng này, nó rất là thông dụng, và nó cũng đồng thời là nó hay được dùng để đùa. Các bạn đang theo dõi thì ok. Sau đây sẽ là 25 từ tiếng Anh thông dụng và phổ biến nhất mà ai cũng nên biết, đặc biệt là những bạn nào đang mới bắt đầu học tiếng Anh thì các bạn nên bắt đầu học với những từ này, bởi vì những từ này nó sẽ chiếm phần đa trong cuộc hội thoại mà chúng ta có thể sử dụng hàng ngày bằng tiếng Anh. Và bí kíp là bây giờ các bạn sẽ xem video này, các bạn có một quyển sổ, các bạn có một cái bút, và sau đấy các bạn thấy từ nào hay và có thể học được thì viết vào, đọc to ra và xem đi xem lại trong vòng 24 giờ tiếp theo là nhớ được luôn. Ok, 3, 2, 1, bắt đầu. Từ thứ nhất, I, tôi, tớ, con, em, mình. Người đang nói đây. I love you, baby. Từ thứ hai, you, cậu, các cậu, bạn, các bạn. Người đang xem, người đang nghe. Ví dụ, hi, how are you? You idiot. Từ thứ ba, people, là người, hai người trở lên sẽ gọi là people. Còn có một người thôi á, thì sẽ là person. Ví dụ, wow, there are so many people here today, huh? Từ thứ tư, thing. Thing là một cái vật, một cái việc, một cái điều gì đó. Ví dụ, what is that thing? That is my favorite thing to do. The funny thing is, I really enjoy it. Từ thứ năm, time. Thời gian, giờ giấc. What time is it? Hoặc là, do you remember the time we first kissed? Từ thứ sáu, day, là ngày. What day is it? Ngày hôm nay ngày mấy nhỉ? Have a great day! Chúc bạn một ngày vui vẻ! Từ thứ bảy, say, nói. What do you say? Bạn vừa nói gì cơ? How do you say your last name? Oh, it's Trần. C-R-A-N, Trần. Thứ tám, go. Go là đi. Where are you going? I'm going home. Then go wash your hands first.
Từ thứ 9, get, là nhận được, lấy được, có được. Nói chung cái từ này nó có rất nhiều nghĩa và mình sẽ cho một loạt ví dụ để các bạn có thể hiểu hơn các tầng nghĩa của nó nha. I get a lot of presents for my birthday. May I get your attention, please? Ooh, I get you a chair. Ooh, nice. Where did you get the jacket? Từ thứ 10, want, là muốn, mong muốn cái gì đấy. What do you want for your birthday? I don't know. You can buy whatever you want. Từ 11, make. Từ này có nghĩa là làm một cái gì đấy. Và nó sẽ có rất là nhiều nghĩa, cái tầng nghĩa nó khác nhau nên là mình sẽ đưa các ví dụ để các bạn có thể hiểu hơn nha. I'm gonna show you how to make a chair. Anyone can make a mistake. Why do you like him? I like him because he always makes me smile. My parents always makes me do my homework before I go out. Từ 12, no. Không phải là no, là không, mà là biết một cái gì đấy. No. Who knows the answer? Me. Alright, I know that Saturday is the day after Friday, right? Từ 13, see. Cái này là nhìn thấy hoặc là hiểu. Ví dụ, as you can see, this is red. Do you understand? Oh, yeah. I see what you mean. Từ 14, come. Tiến tới, lại gần tới, biến thành. Ví dụ, come and look at this. You dropped this. We're going for a drink this evening. Would you like to come? Từ 15, look. Là nhìn, chú ý, trông như, tìm kiếm. Nó cũng sẽ có rất nhiều nghĩa và sau đây sẽ là ví dụ để các bạn hiểu rõ hơn. I'm looking at the screen. What are you doing? I'm looking for my glasses. How do I look? You look tired. You should go to bed. Từ 16, use, là sử dụng. Ví dụ, can I use your phone real quick? Thank you. Từ 17, now, bây giờ hoặc là ngay lập tức. Ví dụ, I may eat something later. I'm not hungry now. Or maybe I am. Time's up. Stop writing now. Time's up. Từ 18, some. Cái này là một vài. Ví dụ, there's some cake in the kitchen if you like it. No, I've just had some chocolate. Hoặc là, I have some friends. Từ tiếp theo, way, là con đường đi tới đâu đấy, hoặc là cách làm một cái gì đấy. Ví dụ, I'm lost. Can you show me the way to your heart? I like the way you've done your hair. Từ tiếp theo, like. Cái từ này là mình dùng vô cùng nhiều. Cái này bao gồm nghĩa này, thích này, kiểu như là kiểu. Ví dụ, giống. Ok, sau đây là ví dụ nhá. I like you. Oh my god, 200 people liked my Facebook post. Like? Wow, you sing like an angel. So my eyes just texted me and I'm like, I can talk right now. I prefer bright colors like red and pink. Từ tiếp theo, do. Từ này cũng rất phổ biến, có nghĩa là làm. Làm một cái gì đấy, ví dụ như là let's do some homework. Từ 22, and, là và. Boys and girls, you and I, wait and see what happens. Nói chung là and là một từ dùng rất nhiều. I like him and he likes me. Từ 23, but. Cái từ này là có hai nghĩa chính, nhưng mà và ngoại trừ. Ví dụ như nhưng mà nhá. She's very hardworking, but she's not really creative. She's one of the guests who does nothing but complain. Từ 24, if, nếu như. I'll pay you double if you can get the work finished by Friday. Yes, đây là từ mình dùng rất nhiều. Phải, đúng rồi, có, vâng ạ, đồng ý. It is a great show. Yes, it is. Would you like a sandwich? Yes, please. Anh Cường. Yes. Và đương nhiên đi với yes chúng ta sẽ luôn có no.
No, hoàn toàn trái ngược với yes. Không. Are you Korean? No, I'm Vietnamese. Và đó chính là 25 từ cơ bản và thông dụng nhất mà chúng ta có thể sử dụng. Hy vọng rằng là các bạn đã học thêm được một số cách sử dụng nó thật là hay, đa dạng và linh hoạt. Và các bạn ơi, một trong những bí kíp lớn nhất của việc học từ mới đó chính là hãy đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại, viết đi viết lại, nhìn đi nhìn lại thì chắc chắn là các bạn sẽ không quên được. Học xong từ nào thì cố gắng nói từ đấy luôn, nói những câu ví dụ và sử dụng luôn thì khó quên lắm. Và đặc biệt là trong thời gian bây giờ thì chúng ta ở nhà nhiều thì hãy tranh thủ giữ gìn sức khỏe và học một chút tiếng Anh để nâng cao cải thiện trình độ của mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi tận giây phút này của VivoCast và hẹn gặp lại mọi người tại tập sau của series VivoCast. Đó là hay đúng không? Chị rất là đáng yêu, quan trọng là rất là đáng yêu. Bây giờ chúng mình sẽ xem lại cái từ vựng của chị Hana để chúng mình nhớ hơn. Mỗi lần xem lại thì sẽ là một lần nhớ. Bây giờ hiện tại là sáng và mình nghĩ là cái năng lượng của chúng mình hấp thụ vào nó sẽ cao hơn đấy. Ok, mình sẽ cùng xem nhé. Nhờ vào lời khuyên của một cựu chuyên gia năng khiếu đang sống và làm việc ở Canada, chính là mình ngày hôm nay thì mình đã quay trở lại sau một tháng lạnh mất tâm mất tích. Để... Mỗi lần mà xem của chị Hana là phải bật mắc volume luôn bởi vì chị là bé có mình không nghe được gì hết. Mình cũng chịu rồi đúng không? Vì mình muốn chia sẻ cho mọi người rất nhiều từ vựng Gen Z để cho mọi người nói chuyện một cách trẻ trung hơn nữa. Bắt đầu nhé. Okay. Những từ vựng này thì mình chủ yếu lấy từ TikTok bên Mỹ. Và thật ra thì bản thân mình cũng không có dùng nhiều lắm, tại vì mình cũng có tuổi rồi. Tuy nhiên thì nếu mà biết áp dụng những từ này một cách đúng lúc thì cách nói chuyện của mình sẽ càng trẻ hóa hơn và cũng thêm phần tự nhiên hơn. Tại vì ngôn ngữ là luôn luôn biến chuyển, chúng ta không thể nào mà học một đống từ vựng cái xong sau đó rồi nghĩ là sẽ đủ xài hoài được. Mà có những từ vựng nó sẽ có thêm những cái nghĩa mới tùy theo thời gian và theo tiếng lóng này kia. Không phải là tiếng lóng nào thì cũng thuộc tiểu. Bởi vậy nên là nếu mà mình biết được, nếu mà mình dùng được đúng lúc á, thì cách nói chuyện của mình sẽ càng tự nhiên hơn. Và bản thân mình cũng có thể nói được là mình giỏi tiếng Anh hay là khá tiếng Anh, tại vì mình hiểu được người ta nói chuyện ẩn ý như thế nào hay là đang đùa giỡn châm biếm như thế nào. Vậy nhé. Một thông báo nhỏ đó là nếu mà bạn nào muốn có được cốt giảm giá của Cambly tháng này thì mọi người hãy dùng mã Hannah's Lexus Pre-BF 2021. Chữ BF ở đây là Black Friday chứ không phải là boyfriend đâu nha mọi người. Và mã này sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tới ngày 31 tháng 10, dùng để giảm 60% cho khóa 12 tháng và 40% cho khóa 3 tháng. Ngoài ra thì Cambly còn tặng thêm những lợi ích sau để mình đọc từ list cho không thiếu nhé. Đầu tiên là tặng thêm 2 tuần extra cho khóa học 12 tháng, có nghĩa là 12 tháng cộng 2 tuần nữa. Rồi tặng thêm ebook ngữ pháp tiếng Anh do Cambly soạn thảo. Rồi tiếp theo đó là tặng quyền truy cập vào chương trình học Fluency Pack cho người mới bắt đầu, bao gồm bộ video các lớp học quay sẵn với gia sư Cambly, ebook bài tập tiếng Anh và ebook từ vựng. Nói chung là rất là hấp dẫn. Ok, thông báo đã xong, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào từ vựng. Tài trợ cho chương trình ngày hôm nay để mà có sức nói từ vựng thì mình đã có nho, muscat để mà ăn. Đây. Nói chung là nho này đắt tiền thật, nhưng mà ăn thì cũng ngon thật. Ai mà khó chịu, rất là nhiều đặc quyền rồi ưu tiên trong xã hội, nói chung là sống sướng đó. Bởi vậy nên là không có chuyện gì làm, nên là đi thọc mũi vào chuyện của thiên hạ, xong rồi làm cho người khác khó chịu, hay là kể cả mang lại phiền toái cho người khác. Ví dụ như là gọi cảnh sát để mà báo những chuyện trời ở đất hỡi, không đáng vào đâu hết. Giống như là hồi một vài năm trước đây có một vụ mà một Karen đi dắt chó trong công viên nhưng mà lại không có xích chó lại đó. Thế là bị một người đàn ông da đen nhắc cái việc đó, tại vì công viên bắt buộc là phải cho chó vào xích. Cái xong là Karen này gọi cảnh sát báo là người đàn ông da đen kia đang harass mình, đang quấy rối mình. Nói chung là mọi người hiểu không? Nói chung là một người phụ nữ mà gây chuyện phiền toái hay là tọc mạch vào chuyện người khác, giống như là nhà hàng xóm đang ăn uống bình thường tự nhiên cũng đi báo cảnh sát tại vì không ưa, hay là đi qua đó gây rối hay là qua chửi bới gì đó, đó chính là một Karen. Từ thứ hai là cụm I was today years old when... có nghĩa là ngày hôm nay tôi mới biết về... thì đây là một cách nói tự nhiên hơn thay vì là nói một cách bài bản như là I only learned about this today. Nói chung là rất là sách vở, rất là kiểu văn mẫu. Ví dụ như là nếu mà bạn muốn nói là ngày hôm nay tôi mới biết rằng có thể dùng đũa gắp trứng đang luộc để mà check xem là trứng đã chín chưa, thì bạn có thể dùng cụm I was today years old when I learned that we could use chopsticks to check whether an egg is boiled. Gì đó. Từ thứ ba là từ body count. Nghe từ này đầu tiên nếu mà nói theo nghĩa sách vở thì mọi người có thể nghĩ tới là số thi thể, một cái nghĩa không có được tốt đẹp lắm.
Nhưng mà nếu mà bạn nghe lóm được từ một cái cuộc nói chuyện của hai người trẻ tuổi, ví dụ là 19, 20, nói chung là trẻ đi, thì cái chữ body count này nó không có nghĩa là số thi thể nữa, mà nó sẽ mang nghĩa là số người mà bạn đã ngủ cùng. Ví dụ như là hai người quẹt nhau trên Tinder, có thể hỏi nhau là what's your body count, có nghĩa là ngủ với bao nhiêu người rồi. Thì đây là một kiểu nói lóng hơn và nói tránh hơn của câu là how many people have you slept with. Thứ tư là cụm whole phase hay là whole stage, có nghĩa là một giai đoạn mà một người con gái hay một người phụ nữ nào đó ngủ với rất nhiều người và không ở trong một mối quan hệ nghiêm túc nào cả. Từ này thật ra cũng dễ hiểu, tại vì chữ whole là một người phụ nữ lăng loàn, nói chung là dễ dãi. Còn chữ phase hay là stage là một giai đoạn, bởi vậy đây là giai đoạn là một người phụ nữ dễ dãi, thì nó là whole phase hay là whole stage vậy thôi. Và thường ai mà thường ở trong giai đoạn whole phase hay là whole stage, thường là những người mà vừa mới thoát ra khỏi một mối quan hệ dài và nghiêm túc, nên là người ta muốn bung xõa, nên là người ta mới go through một cái whole phase hay là whole stage để mà kiểu như là trải nghiệm, để mà xõa, để mà YOLO kiểu vậy đó, trước khi là người ta bị dính vô một mối quan hệ lâu dài khác. Hoặc cũng có thể là có nhiều bạn nữ trẻ tuổi như là lúc mà đi học đại học đó thì cảm thấy là còn quá trẻ để mà có một mối quan hệ nghiêm túc, bởi vậy nên là bây giờ mình phải xõa đi whole phase, whole stage ở trong trường đại học vậy hết. Từ tiếp theo là từ baby mama hay là baby daddy, có nghĩa là mẹ của con tôi hay là bố của con tôi. Thật ra từ này thì trước giờ người da đen hay dùng nhiều hơn, nhưng mà giờ thì hầu như ai cũng dùng rồi, tại vì người ta cảm thấy là nó cool hơn, chắc vậy. Ví dụ như nếu nói là anh ta có nhiều đứa con với nhiều người phụ nữ khác nhau, thì có thể nói là he has many baby mamas. Hay là cô ta có ba đứa con với ba người đàn ông khác nhau, thì có thể nói là she has three baby daddies. Những từ có thể liên quan với hai từ này trong thời buổi hiện nay đó là những người mà thay vì có con thì người ta coi chó mèo hay là thú cưng đó là con của mình, thì có thể gọi ví dụ như là mẹ của chó chẳng hạn thì là dog mom, hay là mẹ của con mèo là cat mom, hay là bố con mèo sẽ là cat dad kiểu vậy. Ví dụ như là bạn có thể nói là I am a proud dog mom, có nghĩa là tôi tự hào vì là mẹ của con chó này. Tiếp tới là một từ vựng chỉ về một người con gái mà hầu hết những người con gái khác không ưa, tại vì có một cái cách hành xử khác lạ trước mặt những bạn trai. Ví dụ như là người con gái này có thể hơi uốn ẹo một chút và kiểu như là tự chê mình này kia để cho các bạn trai nhào vô nói là không phải như vậy đâu. Ví dụ như là bạn đó có thể nói rằng trời hôm nay tóc mình xấu quá hay nọ, thì những bạn trai sẽ nhào vô nói không hề xấu, đẹp mà. Nói chung mới là cái người con gái mà rất là fake như vậy đó, ở trước mặt các bạn nữ khác thì tỏ ra là thân thiện này kia, mặc dù là lâu lâu cũng chia với những câu nói xỏ xin này nọ, rồi trước mặt các bạn trai thì dùng mưu mẹo này kia để mà khiến cho mọi sự chú ý tập trung về mình kiểu vậy đó. Thì con người con gái đó gọi là pick me girl, thì có nghĩa là hãy chọn tôi, hãy chọn tôi vậy đó, pick me girl. Từ tiếp theo là một từ diễn tả về một điều mà bạn rất là tự hào, giống như là điều mà mình tự hào nhất là, thì tiếng Anh mọi người có thể nói là my biggest flex is. Thì ở đây chữ flex đó là điều mà bạn rất là muốn khoe ra, rất là tự hào kiểu vậy đó. Thì đây là một từ cũng hơi lóng nhưng mà dùng rất là nhiều, rất là tự nhiên, nên là các bạn cứ thoải mái dùng, cứ nói là my flex hay là my biggest flex kiểu vậy đó, là cái điều mà ta tự hào nhất là gì đó. Ví dụ như là nếu mà mình nói rằng điều mà mình tự hào nhất là người Việt Nam, thì mình hay nói là my biggest flex is being Vietnamese kiểu vậy. Is being Vietnamese. Là một tính từ dùng để khen những người con gái mà không phải là mảnh khảnh. Trái ngược với mảnh khảnh là những người mà thường là có đùi bự, mông bự. Nói chung là hiện giờ cái chuẩn đó, nó hơi giống như là Kim Kardashian đó, là kiểu như là vòng ba siêu mông to, rồi đùi nói chung là chắc khỏe, kiểu như là honey thigh kiểu vậy. Thì có một tính từ thật ra cũng lâu rồi nhưng mà rất là hay được dùng để mà khen ngợi cái vẻ đẹp mà rất là mạnh khỏe, sexy như vậy đó, thì tiếng Anh gọi là thick
và bạn có thể đánh vần nó là chữ thick như là dày bình thường, hoặc là có thể đánh vần với hai chữ C ở cuối là THICC. Đó là một cách nói hơi lóng hơn, hay là một cách viết hơi lóng hơn của chữ thick. Thật ra thì nếu mà bạn nghe người ta nói cái từ này là bạn biết là người ta đang khen rồi. Thường người ta sẽ nói là damn she's thick, kiểu vậy đó. Thì là trời, nói chung là nhìn đã kiểu vậy. Nhưng mà nếu mà bạn nhìn trên text thôi, trên tin nhắn thôi, thì nhiều khi bạn không hiểu được là đang khen hay là đang xỉa xó gì đó. Nhưng mà đây là một từ khen, và đặc biệt là khen về chuyện là mông to, đùi to, nhìn săn chắc, khỏe mạnh, đã. Từ tiếp theo là từ fetishize, có nghĩa là ham muốn ai đó một cách hơi bị trần tục. Ví dụ như là những người con trai châu Á trước giờ thì không có được gọi là điểm cao lắm trong mắt những người con gái phương Tây. Tuy nhiên là dạo gần đây hay là những năm gần đây thì K-drama nè, hay là K-pop nè, rồi nói chung là làm cho hình tượng của những người đàn ông châu Á chung là lên điểm hẳn. Bởi vậy nên là hiện giờ có rất nhiều người con gái phương Tây fetishize những người đàn ông châu Á, có nghĩa là kiểu như là hơi ham muốn một cách trần tục những người đàn ông châu Á kiểu vậy. Bạn cũng có thể dùng từ này để nói về chuyện là một ai đó có một cái hơi hướng hơi bị bất thường một chút xíu, kỳ lạ một chút xíu, nghĩa là có một cái đam mê hơi bị trần tục về những điều mà vốn dĩ không nên đáng bị sexualized chẳng hạn. Tiếp theo ta có cụm hit different, thì cụm này có nghĩa là cho mình một cảm giác khác hẳn, cảm thấy một cảm giác khác lạ. Ví dụ như là có một bạn trai thường ngày thấy bạn cùng lớp của mình là con gái đi rất là bình thường, không có cảm xúc gì hết, nhưng mà ngày hôm nay bạn nữ đó diện lên, thế là bạn trai này nhìn thấy cảm giác, một cảm giác khác lạ, là hit different, giống như là her appearance hits different today. Hoặc là một bài hát bình thường bạn nghe bạn không cảm giác gì hết, nhưng mà ngày hôm nay tại vì bạn bị thất tình nên là nó hit different, là nó mang lại một cảm giác khác lạ cho bạn. Thì tiếng Anh gọi là hit different vậy thôi. Something hits different có nghĩa là tự nhiên nó mang lại một cảm giác khác lạ, nó hit một cách khác. Hit là đánh đập nè, đập vào một cách khác lạ có nghĩa là nó làm cho bạn một cảm giác khác lạ vậy thôi. Tiếp theo là cụm got someone good hay là got someone bad, thì thật ra hai cái đều như nhau hết, mặc dù nó hơi ngược nhau đúng không, một cái là good một cái là bad, nhưng mà nghĩa thì nó như nhau. Nó đều có nghĩa là tóm được ai đó hay là bắt thóp ai đó. Ví dụ như là một người nào đó mà thường rất là khó bị hù, không bao giờ bị hết hồn hết, tự nhiên ngày hôm nay bị hù mà hết hồn đó là hết hồn, tại vì người kia mặc đồ rất là sợ hãi hay là kiểu như là hóa trang nó rất là rùng rợn đi, thì người đó có thể nói là you got me good, có nghĩa là ồ mày làm tao hết hồn luôn, nghĩa là mày bắt thóp được, mày tóm được điểm yếu rồi kiểu vậy, nói chung là mày điều khiển được tao rồi kiểu vậy đó. Còn nếu mà nói ngược lại giống như là she got him bad chẳng hạn, thì nó cũng mang nghĩa là điều khiển, là bắt thóp được, nhưng mà túm được kiểu vậy đó, nhưng mà nó hơi có chiều hướng gọi là tệ hơn một chút, theo kiểu như là maybe cái chuyện này không phải là chuyện tốt lắm. Giống như là nếu mà bạn nói rằng là ồ, bạn gái của anh ta đã kiểu như là điều khiển anh ta chẳng hạn, thì sẽ là his girlfriend got him bad kiểu vậy. Tiếp theo ta có cụm là I understood the assignment, có nghĩa là tôi hiểu được vấn đề và đã làm đúng y như vậy, đúng những điều mà tôi cần làm để mà thỏa mãn được cái vấn đề đó. Thì đây là một cái trend ở trên TikTok mà ở trên Twitter trước giờ cũng có rồi. Ví dụ như là một người phụ nữ muốn có 3 đứa con gái, 2 đứa con trai chẳng hạn, mà cuối cùng cũng có được như vậy cùng với ông chồng, thì có thể nói là he understood the assignment, là tại vì ổng đã cho bả được đúng 3 đứa con trai, 2 đứa con gái hay là sao đó kiểu vậy đó. Đây là một cách nói kiểu như là hơi mắc cười về chuyện là ai đó đã hiểu được vấn đề và làm đúng y như vậy vậy thôi. Tiếp theo là một từ khá là đơn giản, là từ glow up, có nghĩa là diện lên, đẹp lên, như là lột xác. Ví dụ như là có thể nói là she had a glow up before the date, là cô ấy đã lột xác trước khi mà đi hẹn hò. Hoặc có thể dùng với dạng động từ như là she glowed up, có nghĩa là cô ấy lột xác. Tiếp tới ta có hai từ là red flag và green flag, thì một cái là cờ đỏ, một cái là cờ xanh. Thì ở đây có nghĩa là cờ đỏ là những dấu hiệu để cho thấy được là có một cái gì đó sai sai, không ổn của một người nào đó. Còn cờ xanh có nghĩa là ồ, mọi thứ đều có vẻ rất ổn, ok, có thể tiến tới được.
Thật ra hai từ này không nhất thiết là phải dùng để nói về chuyện hẹn hò. Tuy nhiên là thường thì người ta hay dùng red flag với lại green flag để nói về đối tượng mình đang hẹn hò, xem là có đáng để mình đi tới tiếp hay không. Ví dụ như là có rất nhiều bạn nữ sẽ cho rằng việc mà bạn trai không trả tiền cho buổi hẹn hò đầu tiên là một red flag, là một cái dấu hiệu cho thấy là không ổn, không ổn, không được, không chơi được. Vậy thôi. Còn nếu mà bạn trai nào mà rất là tử tế, ân cần trong buổi hẹn hò, xong rồi sau đó khi mà tiễn bạn nữ về rồi á, thì còn nhắn tin hỏi là đã về tới nhà an toàn chưa, kiểu vậy đó, thì đó có thể được coi là một green flag, là một dấu hiệu rất là ổn của một người có thể tiến tới được. Những động từ hay thường được dùng với lại red flag hay là green flag hay là spot, là kiểu như là nhận ra, tìm ra, tia ra được, coi như là có dấu hiệu nào không ổn hay là ổn hay không. Spot là một, hay là pick up nghĩa là nhặt ra được những cái dấu hiệu không ổn, hoặc là collect chẳng hạn như là thu thập những cái dấu hiệu ổn hay không ổn. Đó, thì ta có ba từ đó. Tiếp tới ta có cụm từ là caught in 4K. Thì đây là một cụm từ nói về chuyện là đã bắt quả tang được ai đó làm điều gì đó sai trái trên điện thoại, đã quay lại được luôn hay là chụp hình được luôn. Tại vì 4K là resolution nên là nói về chuyện là quay phim bắt quả tang được cái điều sai trái nào đó của ai đó vậy đó. Ví dụ như là một người đàn ông mà đang phản bội vợ mình hay bạn gái của mình đó, mà bị ai đó quay phim được chẳng hạn, thì có thể nói là cái điều đó, his cheating was caught in 4K, đó là đã quay được, đã bị túm được ngay trên phim luôn. Và ngược lại thì ta có từ tiếp theo là từ rằng nếu mà ai đó rất là trung thành và có thể ở với nhau cả đời, không nhất thiết là phải là vợ chồng ha, có thể là bạn cả đời chẳng hạn đi ha, thì bạn có thể dùng cụm là for lifer, bắt đầu bằng số 4 ha, kiểu như là biết một cách hơi mắc cười, hơi tắt một chút đó, thì là for lifer có nghĩa là cả đời. Vì đó, nói chung là có thể là chơi với nhau cả đời thì là ổn nhau cả đời. Giống như là nếu mà mình nói là mình với lại chồng mình chẳng hạn là we are for lifers, có nghĩa là chúng ta là người ở với nhau cả đời vậy đó. Thì vậy thôi, một cách nói hơi bị tin hơn. Bắt nguồn từ chữ là for life, là cả đời, vậy thôi. Và trước khi mình đi tiếp thì mọi người hãy nhớ là mã giảm giá cho 60% khóa 12 tháng và 40% khóa 3 tháng cho Cambly là A11 với người bản xứ là mã Hannah's Lexus Pre-BF 2021. Vậy nhé, bắt đầu từ ngày 25 tới ngày 31 tháng 10. Và ngoài ra thì sẽ được tặng thêm nhiều lợi ích khác. Mọi người hãy nghe lại phần đầu clip để mà nghe lại nhé. Mà mình rất là thích và rất hay dùng đó là từ ghost, có nghĩa là biến mất, không để lại một dấu vết nào khác, khiến cho đối phương chưng hửng, không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao mình lại bị người khác lãng tránh và bị người ta một đi không trở lại như vậy. Chưng hửng. Ví dụ như là những bạn mà chơi Tinder thì rất là hay than phiền về chuyện là bị ghosted, có nghĩa là gặp nhau hẹn hò được mấy lần, cái xong rồi tự nhiên một ngày đẹp trời nọ, nhắn tin thì lại không trả lời, rồi điện thoại không được, nói chung là không cách nào mà liên lạc được hết, thì chính xác đã là bị ghosted rồi. Nên là nếu mà bạn nói là somebody ghosted me, có nghĩa là một ai đó đã cắt đứt liên lạc với tôi, vậy thôi. Từ tiếp theo là một từ rất là phù hợp với thời hiện nay, tại vì đó là một vấn nạn thật đó mọi người, đó là từ mask phishing. Phishing là mọi người trước giờ có nghe tới rồi đúng không? Có nghĩa là lừa đảo đó, nghĩa là quảng cáo sai sự thật, treo đầu dê bán thịt chó. Ví dụ như là có những người tạo ra những tài khoản hẹn hò nhưng mà lại đi lấy hình của người khác để giả mạo, khiến cho người kia, đối phương tưởng đâu là mình đẹp trai đẹp gái như vậy nhưng mà thật ra không phải, xong tới khi mà gặp rồi thì mới biết là bị catfished, là bị lừa rồi. Thì cái từ mask phishing nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó nói về hiện tượng là có những người khi mà đeo khẩu trang á, che lại mất cái khúc này rồi á, thì nhìn từ đây lên trên đây rất là đẹp, kiểu như là đẹp hết hồn luôn, kiểu khiến cho người ta mê mẩn luôn, nhưng mà lúc gỡ khẩu trang ra thì cái toàn thể nó lại không được đẹp bằng, khiến cho người kia thất vọng. Thì người kia sẽ cảm giác như là người ta bị mask phishing đó, bị trải qua cái mask phishing, là bị lừa vì cái khẩu trang kiểu vậy đó. Thì tiếng Anh nó là mask phishing, vậy thôi. Một cái từ hơi bị ngớ ngẩn nhưng mà rất là mắc cười, tại vì nó hợp với thời buổi hiện giờ. Từ tiếp theo cũng là một từ mà rất là hay được dùng, đó chính là từ vibe check, có nghĩa là kiểm tra xem người nào đó có ổn hay không, nghĩa là có hợp với mình hay không, kiểu như là đúng tần số hay không đó. Chính xác là vậy luôn đó. Vibe check có nghĩa là kiểm tra xem có đang hai người có hợp tần số với nhau hay không. Nếu mà hai người mà cùng hợp tần số chẳng hạn thì sẽ gọi là pass the vibe check,
có nghĩa là đậu qua rồi, còn nếu không thì là fail the vibe check. Nếu mà bạn cảm thấy là một người nào đó khiến cho bạn thấy cái gì đó mà nó sai sai, mà nó ngờ ngợ, cái gì đó không ổn mà bạn cũng chưa có định hình được nó là cái gì, thì bạn có thể nói là that person is giving me a bad vibe, có nghĩa là làm cho tôi cảm thấy cái gì đó mà nó tệ tệ, không ổn ở đây, đó là cái vibe, cảm giác vậy đó. Nhưng mà vibe á, thì nó hơi khác cái feeling ở chỗ là cái vibe á, nó thiên về kiểu như là cái bầu không khí xung quanh người đó, như cái tần số, cái tần sóng mà người đó phát ra, hơn là kiểu như là nói về cảm xúc riêng của mình. Còn nếu mà bạn muốn nói rằng ai đó khiến cho mình có một cảm giác kỳ lạ, nhẹ, nhẹ thôi nha, không quá mạnh ha, thì bạn có thể dùng chữ là many vibe, nghĩa là cái vibe nó nhỏ thôi nhưng mà nó vẫn có, nó nhẹ thôi nhưng mà nó vẫn có vậy đó, many vibe. Từ tiếp theo là trong một cái đoạn bài hát ở trên TikTok nhạc chế mà mình rất là thích, chế từ cái đoạn mà lúc mà cầu khấn ở trong Mulan ra đó là ancestor hear my plea gì đó, nhưng bây giờ mình không còn nhớ được cái bài original nó ra sao rồi, mình chỉ nhớ được cái phần nhạc chế thôi. Cái nhạc chế nó làm vậy nè, cái câu đầu tiên là ancestors hear my plea, có nghĩa là cầu trời tổ tiên hãy nghe lời con cầu khẩn, hear my plea, plea là lời cầu khẩn của con. Câu tiếp theo là help me to bag a sugar daddy, có nghĩa là hãy giúp con hốt được một cha nuôi, nuôi trong ngoặc, sugar daddy nghĩa là nuôi đường vậy đó. Thì là chữ bag có nghĩa là hốt được đó, bỏ túi được đó, là bag đó mọi người, cái từ cái túi bình thường của mình đó, help me to bag a sugar daddy. Nói chung là lúc mình nghe, mình mỗi lần mình nghe cái bài đó là mình mắc cười à. Nhưng mà nói chung là cái hiện tượng về sugar daddy hay là sugar mama hay là sugar baby hiện giờ nó đâu có phải là lạ đúng không, nên là mọi người biết hết rồi đúng không, thì không còn rất nhiều nữa đúng không. Thì nói chung là sugar mama là một người phụ nữ lớn tuổi hơn, còn sugar daddy là một người đàn ông lớn tuổi hơn mà cung cấp tiền tài chính này nọ cho sugar baby đó, như là một mối quan hệ trao đổi về tiền trao cháo múc hay là ăn bánh trả tiền kiểu vậy đó. Từ tiếp theo là một từ mình cũng rất là thích, đó là từ simp. Simp thường được chỉ về một người con trai, nói chung là mê mẩn mà kiểu bạn nữ kia mà nói làm gì là bạn trai này sẽ làm liền, kiểu như là simp. Hơi bị bám váy một chút xíu đó, như là làm mọi cách để là chiều lòng bạn nữ kia, tại vì quá mê mẩn bạn nữ kia thì sẽ gọi là simp một cách hơi ngớ ngẩn đó mọi người. Bởi vậy nên là ví dụ như là nếu mà bạn nói rằng ai đó I simp you, người mê mẩn em một cách mù quáng, chỗ này sẽ có cái cụm này. Mình ta là ai? Chỉ cần em hít một hơi thật sâu, bao giờ một hơi thật đầy, em sẽ cong cong. Ồ, không phải là người mà kiểu mê gái tới mức mà phải đi hầu gái như vậy đâu nha. Thì có thể nói là ồ, anh ta ain't no simp, có nghĩa là không phải là người như vậy đâu nha, không phải là người mê gái mà đi quỷ lưỡi gái đâu nha. Vậy đó, kiểu không cần đâu, kiểu vậy. Chứ là cái cụm này cũng mắc cười, chứ là mình mắc cười. Tiếp theo là một từ mình cũng rất là thích và mình xài cũng rất là nhiều, đặc biệt là lúc mình than vãn đó, đó là từ audacity, có nghĩa là có gan, gan tày trời mà dám làm cái điều đó, là somebody has the audacity to do something, là ai mà kiểu dám làm cái gì đó kiểu vậy đó. À, ví dụ như ha, kiểu như là khiến cho bạn mà sốc mà không tin nổi là sao người đó có thể mặc giày có thể này kia tới mức mà dám làm cái chuyện như vậy. Ví dụ như là một người bạn trai đểu cán chẳng hạn đã ngoại tình và sau đó quay lại chửi bạn gái của mình, thì bạn có thể nói là cái thằng đó nó has the audacity to cheat on his girlfriend, rồi sau đó còn quay lại mà abuse his girlfriend nữa đó. Nói chung là mọi người hiểu được cái từ audacity là trời, dám tại còn dám gan tày trời hả, còn dám mặc giày mà làm những hành động mà kiểu như là vô liêm sỉ mà không hiểu nổi kiểu vậy đó. Thì tiếng Anh sẽ là
have the audacity to do something. Giống như là mình can't believe it, không thể tưởng tượng nổi, không tin nổi. Ok, từ tiếp theo là một từ mình khá là thích nữa, tại vì cái từ này nó có từ hơi tương đương nghĩa ở bên tiếng Hàn. Tại vì mình coi phim Hàn nhiều quá nên mình biết rồi, chứ không phải là mình biết tiếng Hàn đâu mọi người. Thì ở bên tiếng Hàn có cái kiểu như là some relationship đó mọi người, có nghĩa là không phải là bạn trai bạn gái, nhưng mà kiểu như là tình trong như đã, mặc mà còn e, nói chung là còn hơi này kia một chút xíu đó, mà chưa thành bạn gái bạn trai chính thức, kiểu vậy, trong cái tình trạng mà còn hơi ấm ấm ương ương như vậy đó. Thì tiếng Anh có từ là situationship, có nghĩa là trong cái tình trạng mà ấm ấm ương là chúng ta đang có một cái situation ở đây, nhưng mà nó chưa có rõ ràng là bạn trai bạn gái, mà nó vẫn còn đang ấm ương như vậy, kiểu vậy, chưa có ngã ngũ, thì là situationship. Và thật ra cái situationship này có thể chỉ là một cái mối quan hệ qua đường, giống như là fling thôi, chứ không nhất thiết là sẽ đi tới bạn trai bạn gái eventually. Thật ra list của mình còn rất là dài luôn á, nhưng mà hôm nay mình nghĩ là clip này như vậy tạm thời đủ rồi. Mình sẽ follow up phần 2 trong clip tiếp theo để mà nói về những từ còn lại, tại vì nói chung là mình rất là khoái những cái từ mà kiểu hơi lóng lóng mà rất là tự nhiên, mà dùng rất là vui như thế này. Ok, những cái từ này sẽ mang lại cho các bạn dùng cảm giác rất là vui đúng không? Chúng mình sẽ xem lóng nguyên Z để nói tự nhiên hơn. Samsung Neo QLED. Quá mệt mỏi. Anh lên giỏi tiếng Anh nhờ vào lời khuyên của một cựu chuyên Anh năng khiếu đang sống và làm việc ở Canada, chính là mình. Ngày hôm nay thì mình quay trở lại với phần 2 của TikTok slangs, hoặc là những cái expressions, những cái phrases mà giới trẻ hiện giờ Gen Z rất là hay dùng, không chỉ là trên TikTok mà ở ngoài đời cũng dùng luôn, như nhắn tin này nọ, nói chung là nói chuyện với bạn bè trẻ là đều có thể dùng được. Và lần này mình sẽ cố gắng đi tới hết cả list luôn, chứ không phải là chỉ dừng ở 21 từ như lần trước, nên là mọi người hãy coi tới hết video nhé. Và trước khi vào chương trình thì mình có một thông báo nhỏ. Nếu mà ai muốn học một với người bản xứ thì hãy dùng app Cambly để học với người Mỹ, Canada, Anh, Úc. Và nếu mà bạn chịu khó học một tuần 2 buổi, mỗi buổi 30 phút trong vòng 6 tháng tới 1 năm là khả năng nói của bạn sẽ chef's kiss luôn. Hiện giờ thì Cambly đang có chương trình khuyến mãi khủng nhất của năm, đó là chương trình cho Black Friday 2021. Nếu mà bạn dùng mã BFHANA2021 thì bạn sẽ được giảm giá lên tới 60% cho khóa 12 tháng và được tặng kèm rất là nhiều thứ hay ho. Ví dụ như là ebook ngữ pháp tiếng Anh do Cambly soạn thảo, access vào chương trình học Fluency Pack cho người mới bắt đầu, bao gồm bộ các video quay sẵn với gia sư Cambly, và ebook bài tập tiếng Anh cũng như là ebook từ vựng. Đó là những quà tặng đến từ Cambly. Còn riêng về phía mình, để ủng hộ cho các bạn học hành tốt hơn thì mình sẽ tặng thêm cho các bạn 200 video ngắn về từ vựng cao cấp. Mỗi video có độ dài từ 2-3 phút, giải thích chi tiết về một từ vựng khủng. Nên là 200 video sẽ bao gồm 200 từ vựng khủng do mình quay, soạn thảo và giải thích. Những bạn nào đã mua Cambly từ mình khi trước, hay là những bạn đã tham gia Patreon năm ngoái của mình, hoặc là những bạn đã tham gia Nui Gang trên 2 tháng thì mình cũng đều sẽ tặng cái access vào cái phần 200 từ vựng học của mình. Nói chung là mình sẽ make sure mọi người đều happy. Nếu mà bạn nói về một cái gì nghĩ Patreon TikTok trend, cái này cũng lâu lâu rồi nhưng mà mình thấy cũng thú vị, thì chữ drama ở đây khi mà bạn nói là em ấy đó drama, có nghĩa là mình có phải là cái đứa gây rối không, có nghĩa là tất cả mọi vấn đề là phát sinh từ mình ra hay không, có phải mình là người tạo nên drama hay không, vậy đó am I the drama, hoặc là am I the villain, có nghĩa là villain là kẻ xấu, có phải là mình là đóng vai ác hay không. Từ tiếp theo là Instagram worthy hay là picture worthy, có nghĩa là một tấm hình đủ đẹp để mà đáng để post lên Instagram, hoặc là một khung cảnh hấp dẫn đủ để mà khoe lên Instagram. Ví dụ như là mình đi hiking, mình thấy cảnh đẹp quá, mình sẽ nói là oh, the scenery is very Instagram worthy. Là oh, cái cảnh này thật là đáng để post lên Instagram thì gọi là Instagram worthy. Hoặc nếu nói chung là picture worthy, có nghĩa là đáng để chụp lại. Tiếp theo là một cụm khá là bình thường, nhưng mà nếu mà ai chưa biết thì mình nhắc lại. Đó là bạn gái thân thì gọi là girl best friend, viết tắt ra. Còn bạn trai thân thì sẽ là guy best friend. Tiếp theo ta có từ shite. Đây là một biến thể của từ shit, có nghĩa là cục cờ. Là một từ chửi thề vậy thôi, nhưng mà từ này thì thường được dùng ở bên UK nhiều hơn, nhưng mà TikTok thì là global mà đúng không? Nên là các bạn sẽ thấy chữ shite cũng khá nhiều ở trên TikTok.
Tiếp tới, tôi lại có một trend nữa ở trên TikTok hồi lâu lâu rồi. Đó là cái sound mà có cái phrase "It's gonna hurt like a motherfucker". Thì ở đây cái chữ MF đó là một từ chửi thề nặng rồi. Nên là mọi người cũng hiểu cái câu này có nghĩa là oh, cái gì đó sẽ làm cho mình rất là đau đớn đây. Mà theo hướng hơi nói chuyện tục hơn, ví dụ như là thấy một bad boy, biết là date người đó sẽ đau khổ nhưng mà vẫn lao đầu vô, thì bạn có thể nói là oh, cái relationship này is gonna hurt like a motherfucker. Tiếp tới, ta có từ flop. Thì từ này thật ra cũng bình thường. Nếu mà bạn nói về một cái gì nghĩ là sẽ thành công nhưng mà cuối cùng lại không thành công như mình nghĩ, thì cái đó là một cái flop. Có thể được dùng theo dạng là now là is a flop. Trái nghĩa với flop là bop. Thì thường K-pop fan sẽ biết nhiều nè. Ví dụ như là một bài hát mà các bạn thích nghe nhiều, thấy hay thì gọi là a bop, this song is a bop. Còn nếu mà có một nhóm nhạc nào đó comeback với lại một cái bài hát nghe không có thấm vào đâu hết, thì nó là is a flop. Và chữ flop này cũng có thể được dùng theo dạng động từ, thì là it's gonna flop. This song, this movie is gonna flop. Là sẽ không thành công đâu, sẽ chìm nghỉm. Tiếp tới ta có cụm là blow something up. Thì cụm này cũng bình thường, có nghĩa là làm cái gì đó nó nổi lên, làm cho nó viral lên, hay là làm cho nhiều người đón nhận nó. Có thể được dùng cho những cái mà bạn cần viral, ví dụ như là một cái bộ phim chẳng hạn, là bây giờ chúng ta hãy blow it up đi để cho nhiều người tới xem. Một bài hát của một nhóm nhạc nào đó, bây giờ mình blow it up đi để mà có nhiều người nghe. Hoặc là nói về một cái issue, một cái vấn đề nào đó mà bạn muốn blow it up, có nghĩa là bạn muốn làm quá lên, muốn làm cho nhiều người biết tới để mà người ta có thể phẫn nộ, người ta có thể có ý kiến cùng đó, thì cũng là blow up. Nói chung là làm cho nó bùng nổ hơn vậy thôi. Từ tiếp theo là từ affirmation. Thì từ này một mình nó nghĩa bình thường, có nghĩa là công nhận, khẳng định, đồng ý, đồng tình kiểu vậy. Hoặc là có một nghĩa khác là ủng hộ về mặt tinh thần, khuyến khích. Nói chung là làm cho mình cảm thấy tốt đẹp hơn, cảm thấy được hỗ trợ, được support. Bởi vậy nên là cái từ affirmation ở trên TikTok mà Gen Z hay dùng cũng có nghĩa là khẳng định với bản thân mình là mình nên yêu bản thân, mình xứng đáng được cái gì đó. Ví dụ như là mỗi ngày, mỗi thức dậy, bạn nhìn vào gương, bạn nói là I deserve to be loved, thì là tôi xứng đáng được yêu, kiểu vậy, thì sẽ là affirmation. Đó là một hành động affirmation, đó là tự khẳng định, tự khuyến khích, tự self-care, tự self-love như vậy. Và cái affirmation này thì rất là hay đi kèm với lại từ tiếp theo là manifestation, hay là động từ manifest. Có nghĩa là biến điều gì đó từ suy nghĩ thành hiện thực bằng cách là nghĩ về nó rất nhiều. Và thường là nghĩ về nó rất nhiều sẽ dẫn tới hành động hoặc là kế hoạch để mà biến điều đó thành sự thật. Nên là thường bạn sẽ nghe người ta nói chữ manifest này khi mà người ta đã đạt được điều đó rồi. Ví dụ như là bạn là một sinh viên nghèo, bạn muốn có nhiều tiền nhanh chóng, thì bạn có thể nói là I'm manifesting to be rich, hay là I'm manifesting money fast, kiểu vậy. Hoặc là nếu mà ai đó cảm thấy cô đơn trong mùa đông này, muốn có người yêu, thì là I'm manifesting a love, my true love, I'm manifesting it, kiểu vậy. Một cái nữa hồi nãy mình quên nói, đó là cái chữ affirmation, là khẳng định với bản thân mình, tự yêu thương bản thân mình này nọ đó. Thì tại vì nó mang tính tích cực nên là người ta hay dùng với chữ positive, là positive affirmations, là những cái tự khẳng định, tự đề cao, tự khuyến khích, tự nâng niu bản thân mình theo hướng tích cực. Positive affirmations. Tiếp theo ta có cụm là back with a vengeance, có nghĩa là cái gì đó quay trở lại một cách mạnh mẽ hơn. Ví dụ như là quay trở lại một cái mạnh mẽ hơn, ví dụ là nghĩ là giống như cái việc mà chúng ta đang học, như cái điểm số thì nó kém kém, sau đấy là chúng mình sẽ maybe là nâng cái điểm số lên bằng một cái cách gì đó, quay trở lại và người sẽ rất là trầm trồ khi mà nhìn thấy cái điều này. Đấy là cái gì nhỉ? Back with divinations, đúng không? Bùng dịch chẳng hạn, cũng có thể nói là the disease hay là the pandemic came back with a vengeance. Vengeance ở đây là một sự trả thù, một cách mạnh mẽ, bạo lực. Bởi vậy nên là back with a vengeance có nghĩa là quay trở lại với một cường độ mạnh mẽ hơn. Cụm này thì thật ra là lứa tuổi nào cũng dùng rất là bình thường. Tuy nhiên là hiện giờ nó xuất hiện rất là nhiều trên TikTok, nên là Gen Z might like it better, I don't know. Từ tiếp theo là từ yeet. Từ này có nghĩa là ném một cái gì đó rất là bạo lực, rất là mạnh mẽ. Ví dụ như là bố mẹ đá đứa con hư hỏng ra khỏi nhà, thì là yeeted him out of the house.
Hoặc giống như là có một TikToker mà mình rất là thích, đó là Ginny Winnie, là một flight attendant, used to be a flight attendant. Thì chị đó hay là mấy cái skit giỡn về chuyện là hành khách nào mà thô lỗ, mà nói chung là không đáng yêu á, thì sẽ bị yeeted out of the plane lúc mà a cuối skit. Nói chung là rất là dễ thương. Nói chung là cái chữ yeet nó chỉ là ném cái gì đó một cách mạnh mẽ ra. Hoặc nếu mà các bạn có nhớ về cái trò ở trong Running Man đó, mà người chơi ngồi lên cái ghế, cái xong mình nếu mà trả lời sai là sẽ bị búng ra khỏi cái ghế mà rơi vào cái hồ đó, thì cái đó cũng có thể gọi là bị yeeted out of the chair. Trước khi tiếp tục thì mình muốn nhắc mọi người là nếu mọi người thật sự muốn improve khả năng nói tiếng Anh thì mọi người nên học một với người bản xứ qua Acamply và dùng mã BFHANA2021 để mà được giảm giá 60% trong khoảng 12 tháng. Buồn thôi, nhưng mà nếu mà ai chưa biết thì cao cấp do mình soạn thảo. Và mỗi cao thì trả một lần 10 viết tắt, mà các có nghĩa là người da màu, có nghĩa là người không phải là người da trắng, nên chúng ta sẽ là người da màu, đó là POC đó, Person of Color, vậy thôi. Từ tiếp theo là một từ khá là thú vị và thường là dùng để chỉ các bạn nam nhiều hơn, tại vì các bạn nam thì mới có cái này. Và từ đó chính là Big Dick Energy hoặc là Small Dick Energy. Thì cụm này có nghĩa là nếu mà ai có hàng thì người đó sẽ không cần phải khoe mẽ, mà người đó vẫn tự tin, người ta có substance rồi, người ta không cần phải kiểu làm quá, phải chảnh chọe này nọ để mà khiến người khác có nể mình kiểu vậy. Nên là ai mà tỏa ra cái Big Dick Energy có nghĩa là người đó tự tin một cách không chảnh chọe, không chảnh chó, không mất dạy, không khiến cho người ta muốn tát. Còn nếu mà ai có Small Dick Energy có nghĩa là người đó tại vì không tự tin vào bản thân, nên là người đó phải compensate bằng cách là tỏ ra này nọ, giống như là chảnh chọe rồi kiểu như là hống hách vân vân. Và mấy người mà Small Dick Energy, người ta làm vậy để mà người ta che giấu một nỗi đau, đó là Small Dick. Thật ra thì cụm này không nhất thiết là phải biết cái size để mà biết được là người đó đang là Big Dick Energy hay là Small Dick Energy. Cái này chỉ là một cái phỏng đoán thôi. Kiểu như là nếu mà bạn thấy ai đó là một gentleman, rồi người đó rất là hành xử lịch thiệp, rồi có chính kiến, có backbone, nói chung là ok, ổn, thì bạn có thể nói giỡn là người đó, anh chàng đó có Big Dick Energy, vậy thôi. Từ tiếp theo là từ pregame, có nghĩa là thay vì đi vào bar club uống rượu này nọ nhiều tốn tiền, thì bạn sẽ uống ở nhà. Mình sẽ dừng video ở đây và hẹn gặp lại các bạn.